Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Hyundai Solati 2019 đến 2022. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon tại Hàn Quốc. Và em xin mời anh em sẽ cùng xem qua. Đây. Em sẽ quay một vòng nhé, cho anh em cùng xem này. Mặt trước, mặt sau của sản phẩm này. Đó. Anh em lưu ý này, với cái dòng xe Hyundai đời cao thì có một đặc điểm rất là nổi bật là ở cái thiết kế về mặt bích thì là đã thiết kế là mặt bích sẽ bắt liền thân, lốc được lắp ghép với nhau qua 4 phần thân, 2 phần đầu, 1 phần đầu, 1 phần đuôi và 2 phần giữa. Phần thai, phần giữa được kết nối với nhau qua những con ốc như thế này. Đó. Lốc thì được bắt vào với lốc máy qua 4 chân, 2 chân dưới và 2 chân trên. Ở phiên bản đời cao thì cái phần chân đuôi của nó thì sẽ hơi đua ra một chút. Jaguar thì chạy bản 7BK, với dòng Solati thì là điện áp 12V rồi. Thì em cũng không cần phải quá chi tiết về cái đấy đúng không ạ? Nguyên vật liệu chính để sản xuất ra dòng lốc điều hòa này là hợp kim cao cấp anh em nhé. Đây, anh em cùng nhìn này. Đấy, đây là hàng xịn luôn đấy. Thì vừa rồi em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái dòng sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Hyundai Solati. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Em xin chào.